Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại thành phố Công Chúa Lĩnh thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc nha các bạn. Các bạn nghe tới cái tên địa danh Công Chúa Lĩnh thì nghe lạ lạ ha các bạn ha. Thật ra là nó có nguồn gốc hết á. Các bạn cũng đã biết cái ông Càn Long Đế, tức là vua Càn Long á, từ khi mà quân Thanh nhập quan thì cái ông Càn Long này ổng là hoàng đế thứ tư. Ổng có cái hãng hiệu rất là dài, đó là Đằng Cách Lý Đặc Cổ Cách Kỳ Hãn. Nhưng mà trong suốt cái thời gian trị vì thì ổng chỉ lấy niên hiệu là Càn Long thôi, cho nên người ta vẫn cứ gọi ổng là Càn Long Đế. Đây là một vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất lịch sử Trung Quốc các bạn. Ông ta thọ đến 88-89 tuổi, trị vì suốt 60 năm ở Trung Quốc. Vua Càn Long thì có 17 hoàng tử và 10 công chúa. Nhưng mà rất là nhiều người con của ông ta đã chết yểu hoặc là mất sớm. Ở trong vàng công chúa thì có một người gọi là Cố Luân Hòa Kính Công Chúa, là hoàng nữ thứ ba của Càn Long, nhưng mà lại trở thành trưởng. Tại vì hai cái người chị lúc sinh ra đã chết yểu rồi, cho nên cổ thứ ba nhưng mà tính ra là cổ lớn nhất. Cũng có thể vì cái lý do đó mà Càn Long đã rất yêu thương cái đứa con gái này, cho hưởng rất là nhiều đãi ngộ. Theo lệ của triều Thanh á, là khi hoàng nữ đến tuổi thành gia lập thất đi lấy chồng á, thì mới được ban cái phong hiệu công chúa. Nhưng mà riêng Hòa Kính Công Chúa thì chưa xuất giá đã được phong tước hiệu công chúa rồi. Sau này á, thì nàng được gả cho con của thân vương Mông Cổ, có cái tên là Sắc Bố Đằng Ba Lạc Châu Nhĩ. Dù là gả con nhưng mà ông Càn Long ổng không có muốn xa đứa con gái này, cho nên là ổng giữ luôn hai vợ chồng lại ở trong cung, xây cho một cái công chúa phủ với 239 cái gian phòng và rất rất là nhiều vàng bạc châu báu được để trong đó. Đây được coi là cái tòa công chúa phủ lớn nhất triều đại nhà Thanh luôn các bạn. Ông Càn Long này ổng cưng con gái ổng, cho nên ổng rất là đãi ngộ cho con rể. Tiền tài vàng bạc thì khỏi nói rồi, mà mỗi lần mà con rể bị bệnh á, là dù là cảm mạo thông thường thôi thì ổng cũng ra lệnh cho ngự y giỏi nhất đến thăm bệnh cho con rể luôn. Có lần á, cái người con rể này là chồng công chúa đó, vì binh vực một vị tướng Mông Cổ mà lúc đó bị khép vô cái tội là dung túng cho phản loạn, đáng lý là chém đầu. Vậy mà nể tình đứa con gái là Hòa Kính Công Chúa mà Càn Long đã tha mạng không chém. Đây là một trong những cái điều rất là hiếm khi xảy ra trong cái quá trình mà xử lý chính sự của vua Càn Long. Nói chung cuộc đời của Hòa Kính Công Chúa thì rất là viên mãn. Đến khi mà bà qua đời thì lúc đó đã 62 tuổi và di thể được an táng tại Trấn Đông Ba, phụ cận Bắc Kinh, là nay thuộc tỉnh Cát Lâm, và được gọi là Công Chúa Lăng, tức là lăng mộ công chúa các bạn. Theo lệ của triều Thanh thì chỉ có mộ của hoàng đế mới được gọi là lăng thôi. Vậy mà mộ của Hòa Kính Công Chúa cũng được gọi là lăng nữa. Rõ ràng là Hòa Kính Công Chúa được vua Càn Long rất là ưu ái. Sau này các bạn, khi mà người Nhật người ta giành cái quyền kiểm soát đường sắt Nam Mãn Châu và cái khu vực này á, thì người ta thấy cái từ lăng trong cái từ công chúa lăng nó có vẻ không may mắn, cho nên người ta mới đổi lại một cái từ đồng âm khác mà dịch ra tiếng Việt Nam gọi là lĩnh. Chính vì vậy mà công chúa lăng đổi thành công chúa lĩnh là như vậy á các bạn. Ok, nói sơ nét về nguồn gốc của thành phố Công Chúa Lĩnh thuộc tỉnh Cát Lâm một chút như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay xảy ra ngay tại thành phố này vào năm 2014. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2014, có một người lái tàu hỏa tên là Hiểu Trương đang điều khiển đoàn tàu của mình đi qua thành phố Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm. Hiểu Trương làm nghề lái hỏa xa này cũng được 9 năm, tuy cũng đã từng gặp những cái sự cố trên đường sắt buộc tàu phải dừng lại khẩn cấp, nhưng tất cả những lần đó may mắn là đều không liên quan đến mạng người. Nhưng mà hôm nay thì khác. Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, khi mà đoàn tàu đi vào địa phận của thành phố Công Chúa Lĩnh, trước ánh đèn sáng rực của tàu hỏa là một thứ gì đó đang nằm vắt ngang đường sắt. Đây không phải là khu dân cư cho phép tàu được chạy tốc độ khá cao,
Mặc dù Hiểu Trương cùng với người phụ lái đã làm tất cả các bước có thể để hãm cái đoàn tàu này lại, nhưng mà xe lửa mà, đâu phải nói ngừng là ngừng cái kịch được. Nếu mà lái tàu xử lý sai một cái bước nào đó, có thể dẫn tới lật tàu, lúc đó thiệt hại kể cả về người và về của còn kinh khủng hơn nữa. Đoàn tàu đã buộc phải cán qua cái vật thể đó, lướt qua một đoạn rồi mới có thể dừng hẳn lại được. Khi mà tàu dừng hẳn thì cái người lái tàu Hiểu Trương này lập tức xuống để xem xét. Khi mà cúi xuống nhìn xuống cái gầm ga tàu, Hiểu Trương lập tức toát mồ hôi lạnh. Cái vật thể mà tàu anh ta vừa mới cán qua đó là một con người. Khi mà cảnh sát đến xác định cái đoàn tàu hỏa này không có lỗi trong cái việc này, và để đảm bảo an toàn đường sắt thì các cảnh sát đã di dời cái xác ra khỏi cái vị trí đường ray để cho tàu hỏa tiếp tục lên đường. Hiểu Trương sau này phải một khoảng thời gian khá dài thì mới có thể tiếp tục công việc được. Cái cảnh tượng một cái người mà bị xe lửa nó cày qua các bạn, lúc nào cũng tùm lum khúc hết, trực tiếp chứng kiến cái cảnh như vậy quả thật rất là ám ảnh. Quay trở lại với cái công tác hiện trường, xác định nạn nhân là một người nữ trong một cái tình trạng rất là thê thảm, không thể nhận ra được mặt nữa. Đối với cảnh sát, cái việc tai nạn xảy ra ở đường sắt cũng không phải là chưa từng gặp qua. Có thể là một chiếc ô tô chết máy ngay giữa đường ray, hay một chiếc xe máy vượt qua thanh chắn barrier để rồi va chạm với đoàn tàu, hay một người say rượu nằm trên đường ray mà ngủ, hay là một người nào đó muốn kết thúc cuộc đời, chọn xe lửa để mà giải thoát. Đã có rất là nhiều trường hợp đã từng xảy ra rồi. Vậy thì cái trường hợp này, liệu đối với người nữ này có phải là tự sát hay không? Một phần lưới bảo vệ ở phía bắc có dấu vết của việc dùng kềm cộng lực để cắt. Ai đó đã cắt và len qua cái phần lưới này để vào trong khu vực đường sắt. Dựa vào cái đoạn cắt, cái mặt cắt của cái đoạn lưới đó chưa bị oxy hóa, xác định đây là dấu cắt mới chứ không phải là đã bị cắt từ lâu. Liệu có phải nữ nạn nhân này đã tự cắt lưới an toàn rồi chui vào khu vực này để kết thúc cuộc đời mình hay không? Câu trả lời là không. Cảnh sát đã không tìm thấy kềm hay bất cứ dụng cụ gì có thể cắt được cái tấm lưới đó nằm ở xung quanh cái khu vực này cả. Nếu người ta muốn tự đi kết liễu bản thân mình thì sau khi dùng kềm hay một cái dụng cụ cắt nào đó để cắt lưới thì người ta sẽ giục luôn ở đó. Chứ đâu có ai mà đem giấu rồi mới đi ra đường ray nằm đâu. Ngoài ra còn có những cái vết máu do cạ vào lưới và những vết máu nhỏ giọt trên đoạn đường từ lưới bảo vệ tới đường sắt. Khả năng người nữ này đã bị thương trước khi đến được đường sắt. Có một cái vết lê, một vết kéo lê dài khoảng 40m đã được tìm thấy. Xung quanh còn có những cái dấu chân. Như vậy, phải có ai đó kéo nạn nhân vào đây. Và thời điểm đó, nạn nhân dường như không có sự phản kháng, không có dấu vết của việc giãy giụa trong lúc mà bị kéo lê. Tiếp theo nữa, ở phía bên kia tấm lưới có một con đường, thì cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc áo khoác phụ nữ dính đầy máu. Có thể đây là áo khoác của nạn nhân. Ngoài ra còn thấy thêm một tấm nệm, xác định nó là cái tấm lót ghế trong xe ô tô các bạn, cũng dính máu. Thêm nữa, người ta còn tìm thấy một vật rất nhỏ. Nó giống như là một cái công tắc đèn trần ô tô vậy đó. Nhưng mà nó thuộc vào cái loại ô tô nào, xe hơi nào thì cần phải xác minh làm rõ. Cái việc khám nghiệm tử thi đối với cái trường hợp này tương đối là khó khăn đối với các bác sĩ pháp y. Bởi nạn nhân khi mà bị xe lửa cày qua tạo ra rất là nhiều phần, phần nào cũng đa chấn thương hết. Trong nhất thời chưa thể nào xác định được nạn nhân đã bị hạ sát rồi mới kéo tới đường ray, hay lúc kéo tới đường ray thì nạn nhân vẫn còn sống. Hiện trường này nó là một nơi hẻo lánh, cách ga tàu 3-4 cây số. Gần đó lại không có camera giám sát, khiến cho cảnh sát đã gặp rất là nhiều khó khăn trong việc điều tra. Họ đặt ra một cái giả thiết như sau. Vào tối ngày 14 tháng 1 thì nạn nhân đã bị nghi phạm đưa đến đây bằng ô tô. Người phụ nữ đã bị tác động vật lý khiến cho máu chảy ra ngoài áo khoác,
và xuống cái miếng lót ghế xe. Sau đó, nghi phạm đã khiêng nạn nhân ra khỏi ô tô và đi đến khu vực tấm lưới bảo vệ. Do lưới hàng rào này rất là cao, bên trên lại có kẽm gai nữa, cho nên nghi phạm không thể nào mà hất cái xác nạn nhân qua cái rào này được. Vì vậy mới nghĩ đến việc cắt lưới. Nghi phạm đã quay trở lại ô tô để lấy kềm. Chính vì vậy mà để lại nhiều dấu chân ngược hướng tại hiện trường. Sau khi cắt được lưới là kéo lê nạn nhân và đặt nạn nhân nằm giữa đường ray, tạo ra một hiện trường như một vụ tự sát. Ở thời điểm bị kéo lê, không có dấu hiệu giằng co phản kháng của nạn nhân. Có thể lúc đó nạn nhân đã ngất xỉu hoặc thậm chí là đã chết. Tiếp theo, nghi phạm đã lấy đi toàn bộ những thứ như điện thoại di động, giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Như vậy, nếu giả thiết này mà đúng, thì đây là một vụ án hình sự chứ không phải là một trường hợp tự sát bình thường. Hiện tại thì danh tính của nữ nạn nhân này vẫn còn là một bí ẩn. Không tìm thấy điện thoại di động, không thấy giấy tờ tùy thân, chỉ thấy có một số tờ hóa đơn mua bán thực phẩm. Trên đó có thông tin của người bán hàng nhưng lại không có thông tin của người mua hàng. Đơn vị bán hàng là một công ty. Cái việc mà tìm ra danh tính của nạn nhân là hết sức quan trọng. Trong bất kỳ vụ án nào có liên quan đến mạng người đều như vậy cả. Trong lúc mà cảnh sát đang chuẩn bị đến cái cơ quan mà có ghi trên tờ hóa đơn để xác minh, thì có một người đàn ông ngoài 50 tuổi, họ Trần, đã đến trình báo với cảnh sát. Ông ta nói rằng khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua đến nay, gia đình ông đã không liên lạc được với vợ của ông. Đây là điều chưa từng xảy ra. Vợ ông tên là Trịnh Hoa Linh, năm đó 49 tuổi, làm nghề mua bán thực phẩm. Là một người làm ăn cho nên cô ta chưa bao giờ khóa điện thoại cả. Đây dường như là lần đầu tiên. Cảnh sát đã tiến hành thủ tục nhận dạng, đồng thời so sánh thông tin DNA của con trai Trịnh Hoa Linh đối chiếu với cái xác nạn nhân, và cuối cùng đã xác định được người chết chính là Trịnh Hoa Linh. Ngoài ra, sau một quá trình hóa nghiệm thì người ta còn xác định được thêm là máu trên áo khoác và trên cái miếng bọc ghế ô tô đều là của nạn nhân Hoa Linh hết. Như vậy, khả năng rất cao giả thiết Hoa Linh bị ai đó sát hại trên ô tô rồi mới kéo tới đường ray xe lửa, tạo hiện trường giả là rất phù hợp. Một vụ mưu sát thì thường nó sẽ xảy ra trong 3 trường hợp sau. Một là giết người vì tình, hoặc là giết người vì tiền, vì tài sản, hoặc là giết người vì thù hận. Qua điều tra cho thấy Trịnh Hoa Linh có một gia đình hòa thuận và không có vướng mắc tình cảm với người khác. Tính tình cô ấy cũng rất là lanh lợi, hoạt bát và dễ mến. Chưa thấy gây thù trước oán với ai. Tạm thời loại bỏ cái động cơ vì tình và vì thù hận. Khả năng còn lại là cô ta có thể bị giết là vì tiền, tài sản. Theo lời kể của gia đình của Hoa Linh thì do nhu cầu cái công việc cho nên là cô ta thường mang nhiều tiền mặt ra ngoài. Theo lời kể của con trai của Trịnh Hoa Linh, sáng hôm xảy ra vụ án, cô ta cùng với con trai đã đến ngân hàng và rút ra số tiền mặt là 400.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 1 tỷ tiền Việt các bạn. Rồi sau đó nói rằng đi công việc, rồi mãi mãi không trở về nữa. Lời khai là như vậy, tuy nhiên ở hiện trường cảnh sát không hề thấy một đồng nào ở đó cả. Khả năng rất cao số tiền lớn này đã bị kẻ thủ ác lấy đi. Đến đây thì nếu giả thiết đúng là giết người vì tiền thì nó lại xảy ra hai trường hợp nữa. Một là nghi phạm chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn một cái đối tượng nào đó để cướp và vô tình gặp trúng cái bà Hoa Linh này. Còn hai là nghi phạm đã biết trước Hoa Linh hôm đó sẽ mang theo một số tiền lớn và thực hiện vụ cướp giết người có tính toán trước. Vậy thì trường hợp nào mới gần nhất với bản chất thật sự của cái vụ án này đây? Vì là một người buôn bán nên các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân cũng tương đối là phức tạp, rất là nhiều thành phần. Nhờ bên viễn thông cung cấp, cảnh sát đã lọc ra những cái số điện thoại liên lạc với nạn nhân vào ngày hôm đó và xác định được 3 số điện thoại gọi đến máy của nạn nhân trước thời điểm điện thoại mất tín hiệu hoàn toàn. Một số điện thoại không xác minh được vì nó là sim rác không có đăng ký chính chủ, và cuộc gọi này chỉ diễn ra có vài giây
nên cũng có thể đây là một trường hợp gọi nhầm số. Số điện thoại thứ hai thực hiện lúc 2 giờ 30 chiều là một người phụ nữ có tên là Tần Lý Phương. Cô này làm việc tại công ty thực phẩm CoFCo. Ngoài cái cuộc điện thoại trên thì người ta còn nhìn thấy cái người phụ nữ này đã gặp nạn nhân trước cái công ty CoFCo đó. Cảnh sát đã mời cái cô Tần Lý Phương này lên để xác minh. Thì qua lời kể hôm đó gặp nhau tại cổng công ty, nạn nhân đã gặp Tần Lý Phương để mượn 100.000 tệ, tầm 300 triệu tiền Việt Nam các bạn, hẹn một tháng sau sẽ trả. Sau khi đưa tiền thì hai người đã chia tay. Lý Phương không biết nạn nhân Hoa Linh đã đi đâu sau đó. Cảnh sát đã hỏi cái cô Lý Phương này là cho mượn một số tiền lớn như vậy mà không có cần giấy tờ gì sao? Thì lúc đó Lý Phương mới nói rằng cũng là chỗ bạn bè lâu năm cho nên không có nhất thiết gì phải giấy tờ như là người ngoài. Trong quá trình xác minh làm việc, cảnh sát đã hỏi thêm Tần Lý Phương nhiều câu hỏi khác nữa. Tuy nhiên trong cái lúc mà trả lời thì tâm lý của ta tỏ ra rất là bất ổn, cứ ấp a ấp úng, không có tự tin, giống như là đang che giấu một cái chuyện gì đó vậy. Sau buổi làm việc ngày hôm đó, cảnh sát đã quyết định điều tra thêm về cái nhân vật này. Các điều tra viên đã trích xuất được một cái đoạn video từ camera giám sát của một ngân hàng. Lúc đó là 3 giờ chiều ngày 14 tháng 1 năm 2014, ngày xảy ra vụ án. Một người phụ nữ mặc áo khoác giống như chiếc áo khoác đẫm máu tìm thấy gần đường ray ở hiện trường đã bước vào cái ngân hàng. Cô ấy chính là nạn nhân Trịnh Hoa Linh. Hoa Linh đã tiến hành làm việc ở cái quầy giao dịch và theo bản sao kê của ngân hàng cung cấp thì hôm đó Hoa Linh đã rút ra 350.000 nhân dân tệ và trong quá trình đó cô bạn Tần Lý Phương cũng có mặt ở đó. Một lần nữa cảnh sát lại mời Lý Phương lên làm việc và hỏi tại sao cô ta lại giấu cảnh sát cái dữ kiện này. Tần Lý Phương sau khi nghe câu hỏi đó thì đã im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng thì cô ta mới chịu nói ra sự thật. Thật ra Tần Lý Phương và Trịnh Hoa Linh là bạn từ lâu rồi. Do Lý Phương làm việc trong công ty thực phẩm và có một cái vị trí tương đối là cao, Hoa Linh lại buôn bán về thực phẩm, nên giữa hai người này có những cái thỏa thuận ngầm về việc xuất mua xuất bán. Nói chung là những cái giao dịch tương đối là mờ ám để cả hai cùng được hưởng chênh lệch. Thiệt hại thì là công ty thiệt hại, chứ còn hai người này là hưởng được cái chênh lệch. Cái số tiền rút ra, Hoa Linh rút ra từ ngân hàng là số tiền chênh lệch của cái việc giao dịch giữa hai người này. Phần tiền đó Hoa Linh đã đưa cho Lý Phương. Lý do Lý Phương trước đây không khai với cảnh sát phần này là vì nếu khai ra thì chuyện cô làm ăn riêng với Hoa Linh sẽ đổ bể. Cô sẽ phải đối diện với công ty, không những mất việc mà còn có thể phải đối diện với pháp luật. Vì vậy mà cô ta đã không dám nói thật. Mấy ngày nay, kể từ ngày thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát thì Lý Phương đã rất áy náy và bất an. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi cho nên cô khai ra tất cả, chấp nhận hậu quả. Chỉ mong là cảnh sát sớm tìm ra kẻ thù ác để lấy lại công bằng cho bạn của cô thôi. Như vậy là việc lo lắng, ấp úng, che giấu của Tần Lý Phương đã được làm rõ. Cô ta sẽ phải đối diện với pháp luật vì việc không trong sạch của mình đối với công ty. Nhưng đối với vụ án giết người này thì cô ta cũng đã cung cấp được một cái manh mối quan trọng. Khi hai người từ ngân hàng về gần đến nơi, về gần đến tổng công ty á, thì nạn nhân Hoa Linh nhận được một cuộc gọi. Nghe loáng thoáng là hẹn sau 5 giờ chiều gặp mặt. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Hoa Linh mới nói là mình còn thiếu 100.000 tệ nữa mới đủ tiền để qua cọc cho một cái người cung cấp ngũ cốc. Vì vậy mà cô ta đã mở lời để Lý Phương cho mượn 100.000 tệ đó. Lý Phương còn nhớ lúc đó là gần 5 giờ chiều. Cô ta có ngỏ ý là để chở Hoa Linh tới điểm hẹn luôn, nhưng mà Hoa Linh nói là không cần, sẽ có người đến đón. Khi dò lại cái số điện thoại từ viễn thông cung cấp thì quả thật có một số điện thoại đã gọi cho nạn nhân vào thời điểm đó. Nó thuộc về một người đàn ông tên là Hoa Xuân Bá, 44 tuổi. Và anh ta có kinh doanh một cái đồn điền ngũ cốc. Lúc ở trên xe, nạn nhân có đề cập đến làm việc với một người kinh doanh ngũ cốc. Cảnh sát đã liên hệ với người đàn ông tên Hoa Xuân Bá để xác minh. Anh ta nói rằng hôm đó đúng là có hẹn với nạn nhân, dự kiến là đón cô ấy rồi chở xuống đồn điền ngũ cốc của anh ta để xem xét
năng suất cụ thể ở đồn điền như thế nào rồi mới ký hợp đồng thu mua. Tuy nhiên khi vừa đến nơi thì cô ấy lại không lên xe mà lại nói với anh ta rằng hôm nay có việc đột xuất không thể nào xuống đồn điền ngũ cốc được, hẹn lại hôm sau. Lúc đó thì người đàn ông này cũng trở về nhà thôi. Và không ngờ đó là lần cuối cùng gặp mặt. Xuân Bá còn trình bày rằng đã làm việc với nạn nhân từ nhiều năm trước. Trước đây anh ta là trung gian giữa Hoa Linh và các đơn vị, các hộ nông dân mà làm về nông nghiệp á, cung cấp thực phẩm, hoa màu, rồi ngũ cốc. Một năm gần đây thì anh ta có mua lại và đầu tư vào một cái đồn điền ngũ cốc, định chở Hoa Linh xuống xem, nếu mà được thì ký hợp đồng luôn. Nếu mà cảnh sát muốn thì anh ta có thể đem toàn bộ giấy tờ liên quan đến công việc giữa hai bên cho cảnh sát xem. Lời khai của Xuân Bá khá là chân thật, lại sẵn sàng hợp tác với cảnh sát. Và hiện tại thì thật ra cảnh sát cũng không có bằng chứng nào xác định rằng Xuân Bá có liên quan đến cái vụ án này. Nếu mà Xuân Bá nói thật thì cái cuộc hẹn hôm đó đã bị hủy vì nạn nhân có một cái cuộc hẹn đột xuất khác. Vậy lẽ nào cuộc hẹn đó xuất phát từ số điện thoại mà từ cái sim rác á? Ban đầu cảnh sát lại nghĩ nó là gọi lộn số, tại vì nó chỉ có mấy giây à. Nhưng chỉ trong vòng mấy giây thôi, nếu người ta cố tình đọc ra cái địa điểm luôn, không cần rào trước đón sau chào hỏi gì hết, thì mấy giây vẫn có thể đủ để đọc ra cái địa chỉ cần đến. Cái quan trọng là cái sim này là sim rác, làm sao để tìm ra cái người thực hiện cái cuộc gọi đó được. Ngay trong cái lúc mịt mờ thì có hai dữ kiện xuất hiện, làm cho hướng điều tra rẽ sang một cái bước ngoặt quan trọng. Dữ kiện thứ nhất, một người đàn ông đã tìm tới cảnh sát và báo cáo rằng một người bạn làm ăn của anh ta đã bỏ trốn trong khi còn đang thiếu nợ anh ta. Sau nhiều lần hẹn lựa thì hôm nay đã không còn liên lạc được. Và người đàn ông bị tố trốn nợ đó có tên là Hoa Xuân Bá. Như vậy là chuyện gì đây? Không phải là Xuân Bá rất là khá giả sao? Có cả một cái đồn điền ngũ cốc lớn mà bây giờ phải đi trốn nợ sao? Cảnh sát đã lập tức xác minh tình hình kinh tế của Xuân Bá thì mới phát hiện rằng anh ta hiện tại không giàu có như vẻ bề ngoài. Trước đây thì làm trung gian giữa nông dân và các mối thu mua nông sản như là nạn nhân Hoa Linh thì kinh tế của anh ta cũng khá, mua lại được một cái đồn điền ngũ cốc, đồng thời đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên đối với chứng khoán thì có những người giàu lên trong một thời gian rất là ngắn, thậm chí người ta hay nói đùa vui là giàu lên trong một đêm nhờ chứng khoán. Nhưng cũng có những người thì thuộc trường hợp ngược lại. Và Xuân Bá nằm trong cái trường hợp ngược lại đó. Trong vòng một năm, anh ta đã sa sút thảm hại, làm việc gì cũng thất bại hết. Nhà cửa thì phải cầm cố nhưng mà cũng không cứu vãn được. Thất bại này nối tiếp thất bại khác. Hiện tại ngay cả cái đồn điền ngũ cốc cũng đang cầm cố cho ngân hàng luôn. Dữ kiện thứ hai đó là sau một thời gian đi xác minh cái tấm lót bọc ghế và cái công tắc đèn trần ô tô, các điều tra viên đã phải liên hệ ở các xưởng sản xuất ô tô, thậm chí là các khu vực chợ trời có liên quan đến phụ tùng ô tô, thì cuối cùng cảnh sát cũng đã xác định được cái bộ phận đó thuộc về một loại xe 4 chỗ của một hãng xe cũng có tiếng. Tuy nhiên cái bộ phận công tắc đèn này nó thuộc vào xe đời rất cũ, hiện tại là hầu như không còn sản xuất. Xác định được cái loại xe rồi thì cảnh sát đã rà soát kỹ lưỡng các camera giám sát. Lần cuối cùng thì người ta nhìn thấy nạn nhân là ở công ty thực phẩm. Khoảng cách giữa công ty thực phẩm tới nơi vứt xác khoảng 5-6 cây số và phải băng qua một đoạn đường. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát trên cái con đường này và cuối cùng đã tìm thấy 20 chiếc xe cùng loại khả nghi. Điều đó có nghĩa là nghi phạm đã phải điều khiển một trong 20 chiếc xe này. Qua sàng lọc thì 19 chiếc bình thường không liên quan, chỉ có một chiếc là khả nghi nhất. Khi zoom cận cảnh lại thì thấy hoa văn trên đệm ghế bên ghế phụ cơ bản là giống cái miếng lót ghế tìm thấy ở hiện trường. Hơn nữa, người điều khiển cái vô lăng này chính là Hoa Xuân Bá. Trong một khoảng thời gian camera giám sát giao thông chụp lại, thấy trong xe Xuân Bá có động tác giống như là đang nghe điện thoại. Nhưng theo số liệu mà bên viễn thông cung cấp thì ngay tại cái thời điểm đó, điện thoại chính của Xuân Bá lại không hề có phát sinh cuộc gọi đến hoặc là cuộc gọi đi. Vậy hắn đã gọi bằng điện thoại nào? Và trong thời gian trên camera giám sát thì đúng bằng cái thời gian điện thoại nạn nhân Hoa Linh
nhận được một cuộc gọi từ một cái sim rác. Có lẽ nào là trùng hợp như vậy? Không lẽ chính Xuân Bá là người đã gọi bằng sim rác cho nạn nhân Hoa Linh lúc đó sao? Tới đây cảnh sát lập tức phải truy tìm hai thứ. Một là chiếc ô tô 4 chỗ trên camera giám sát. Hai là người đàn ông tên Hoa Xuân Bá hiện đã không còn ở tại nơi cư trú nữa. Sau một khoảng thời gian, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe 4 chỗ đó. Mặc dù biển số dính đầy bùn, nhưng đó chính là chiếc xe hơi đã xuất hiện trên camera giám sát. Nơi tìm thấy cái chiếc xe này là một nơi hoang vắng, ít người qua lại. Các điều tra viên ngay lập tức đã tiến hành một cái cuộc khảo sát kỹ thuật đối với chiếc xe này. Và những gì họ tìm thấy là những vết máu còn thấm trên ghế, đèn trần đã không còn, nhưng mảnh vỡ được tìm thấy dưới sàn xe. Những vết máu qua xét nghiệm xác định là của nạn nhân Hoa Linh. Như vậy, trên chiếc xe này chính là hiện trường gây án thứ nhất, còn đường ray chỉ là hiện trường để phi tang. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy những mảnh da vụn tóc rụng không thuộc về nạn nhân, mà sau này xác định nó thuộc về Hoa Xuân Bá. Sau một khoảng thời gian truy tìm ráo riết, cảnh sát đã phát hiện Xuân Bá đang lẩn trốn tại thị trấn Lâm Nghi, là một địa cấp thị phía nam của tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát của thành phố Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm đã phối hợp với cảnh sát Lâm Nghi Sơn Đông để tiến hành bắt Xuân Bá về Cát Lâm quy án. Sau khi bị bắt, trước những bằng chứng đanh thép, Xuân Bá đã nhanh chóng thừa nhận việc giết người của mình. Chính hắn ta là người giết nạn nhân Trịnh Hoa Linh. Anh ta khai với cảnh sát rằng anh ta và Trịnh Hoa Linh là đối tác làm ăn kinh doanh cũng nhiều năm, nhưng xích mích đến từ 200 nhân dân tệ. Có một lần giao dịch, Hoa Linh đã đưa cho Xuân Bá một cọc tiền, nhưng mà khi kiểm lại ở trong đó lại có hai tờ 100 tệ tiền giả. Hắn đã chất vấn Hoa Linh, nhưng mà Hoa Linh không chịu thừa nhận, làm cho hắn có cảm giác như mình bị qua mặt, bị coi thường. Vì thế cái hôm mà xảy ra vụ án, khi trên đường đi đến đồn điền ngũ cốc của hắn, thì hai người đã xảy ra cái việc cự cãi cũng xung quanh hai cái tờ tiền giả đó. Và do quá tức giận khi mà Hoa Linh sỉ nhục hắn ta rằng đàn ông mà tính tình như đàn bà, có mỗi 200 tệ mà cũng làm lớn chuyện như vậy, làm cho hắn đã cảm thấy tức giận tột độ và lấy chiếc búa ở trong xe mà đánh Hoa Linh đến chết. Sau khi Trịnh Hoa Linh đã tắt thở thì Xuân Bá mới nảy ra ý định đem xuống đường sắt để mà dàn cảnh như một vụ tự sát hòng thoát tội. Cảnh sát nhận định trong xe rất là chật chội. Trong những lần vung búa đó, có thể đã làm bể cái đèn trần ô tô, để rồi chính cái công tắc đèn đã giúp giải quyết vụ án này. Khi mà phi tang xác xong thì Xuân Bá đã lái xe đến chỗ hoang vắng, vứt xe ở đó rồi đi bộ ra chỗ khác, sau đó gọi điện thoại cho con rể đến đón, nói là vừa mới bị cướp mất xe nhưng mà còn giữ lại được cái mạng. Lúc đó cái người con rể đã nói là sẽ phải báo cảnh sát, nhưng mà Xuân Bá lại nói rằng cái xe này nó cũng là xe ghẻ thôi, mua không có giấy tờ, chủ yếu mua là để chạy trên đồn điền sỏi đá cho đỡ tiếc, không có giấy tờ gì đâu, có gọi cảnh sát thì cũng thêm phiền phức, cho nên cuối cùng là không có gọi cảnh sát. Rồi hôm nọ thì khi thấy cảnh sát đến hỏi thăm thì hắn ta có linh cảm là sớm muộn gì vụ án này cũng lòi ra, cho nên đã phải bỏ trốn. Mặc dù Xuân Bá đã nhận tội, nhưng mà trong lời khai của hắn dường như có 7 phần thật, 3 phần giả, cứ nhắm xoáy vào cái tình tiết giết người trong tình trạng bị kích động. Và cái hành động đó giống như là đang mong được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ. Nhưng mà làm gì dễ như vậy các bạn. Ở trong tố tụng hình sự người ta hay nói một cái câu trọng chứng hơn là trọng cung. Ý là trong cái quá trình xét xử tội phạm, thường người ta coi trọng chứng cứ hơn là những cái lời cung khai. Cảnh sát đã tìm thấy một cái đoạn video vào lúc 10 giờ 42 phút ngày 13 tháng 1 năm 2014, trước ngày xảy ra vụ án một ngày. Xuân Bá đã điều khiển ô tô và ngừng lại tại một cửa hàng, sau đó mua một chiếc búa cao su rồi bỏ lên xe. Có nghĩa là hắn đã có sự chuẩn bị cho cái việc này từ trước. Tiếp theo, mục đích của hắn nói là đưa Hoa Linh lên tham quan đồn điền ngũ cốc rồi ký hợp đồng. Thật ra là chỉ để Hoa Linh mang theo số tiền mặt 500.000 tệ thôi. Vì hiện tại cái đồn điền ngũ cốc của hắn cực kỳ sơ sát, có chồng trọt gì đâu mà đòi ký hợp đồng. Lên coi chắc chắn không ký rồi.
Quá trình lục soát nhà của Xuân Bá cũng đã phát hiện được 4 sấp tiền, mỗi sấp 100.000 tệ và một sấp lẻ, do hắn đã rút ra khoảng chừng hơn 60.000 tệ để làm lộ phí lúc tẩu thoát. Trước những cái lập luận và bằng chứng đanh thép của cảnh sát cuối cùng, thì phòng tuyến tâm lý của Xuân Bá cũng sụp đổ và phải thú nhận phần còn lại của sự thật. Một năm nay, hắn làm ăn rất là sa sút, mua lại cái đồn điền ngũ cốc nhưng mà không có kỹ thuật sản xuất, không có kỹ năng quản lý, chứng khoán thì tuột dốc không phanh, đổ bao nhiêu tiền vô cũng giống như là muối bỏ biển, nhà cửa cầm cố hết, gần như là tán gia bại sản, tiền vay mượn bây giờ là mất luôn khả năng chi trả. Trong lúc mà mọi người đã gần biết đổ bể cái chuyện hắn sắp phá sản, thì hắn đã nghĩ ra một cái cách không thể nào là tàn nhẫn hơn. Đó là gài bẫy hoa linh mang theo một số tiền lớn, nói là để lên đồn điền ký hợp đồng, hẹn đón ở trước cổng công ty thực phẩm. Nhưng mà cái chỗ đó hắn biết có camera, nên hắn đã dùng cái sim rác gọi cho hoa linh đi bộ lên khu vực phía trước, nơi mà hắn biết là không có camera đó, để hắn đón. Và sau đó đã thực hiện hành vi tội ác nhằm chiếm đoạt 500.000 tệ, có nghĩa là hơn 1.5 tỷ tiền Việt Nam. Số tiền này cũng không đủ để hắn trả nợ đâu, nhưng hắn có ý định dùng số tiền này để tham gia một gián cuối nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đã không thực hiện được. Hắn đã cố tình dàn cảnh như vậy, giống như là một vụ tai nạn xe lửa. Cứ nghĩ rằng quỷ không biết, thần không hay. Nhưng mà ở trên đời này, không muốn người ta biết thì trừ khi mình đừng làm. Con người có thể dối trá, có thể giả tạo, nói dối, nhưng mà vật chứng không. Kết quả cuối cùng các bạn cũng đã đoán được, mức án tử hình dành cho Hoa Xuân Bá là xứng đáng. Trong khi tiến hành hoạt động thực nghiệm điều tra, khi cảnh sát đưa Xuân Bá trở lại nơi gây án để dừng lại hiện trường, đã có rất là nhiều người đến xem. Những người của gia đình Hoa Linh cũng đến. Người nhà của Hoa Linh đã rất là đau thương khi nghe toàn bộ sự việc đó, nhưng họ cũng không quên bày tỏ cái lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã tìm ra hung thủ, trả lại sự công bằng và an ủi hương hồn cho người thân của họ. Ở trong cái vụ án này thì lại một lần nữa, chung quy cũng là vì tiền. Mình đã nói khá kỹ quan điểm về đồng tiền trong video kỳ án cây đinh thép Tô Châu rồi, các bạn có thể xem lại video đó. Còn hôm nay thì mình nói về một cái khía cạnh mà nó gần với cái vụ án này hơn. Ở trong cuộc sống á các bạn, khi mà chúng ta chưa có cái gì trong tay, chúng ta gầy dựng được một cái thành tựu hay một cái khối tài sản nào đó, cái cảm giác mà từ nghèo trở thành khá giả, nó hòa nhập nhanh lắm các bạn. Cái thành công đó nó dễ chịu lắm. Nhưng nếu lỡ đang từ khá giả mà tuột xuống nghèo khó, từ đang thành công mà tuột xuống thất bại, cái cảm giác đó nó cực kỳ khó chấp nhận. Nhưng mà thật ra cuộc đời của mình nó có ổn hay không, nó hơn nhau hay không là ở chỗ đó đó, cái chỗ mà chấp nhận được cái sự thất bại các bạn. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì lúc nào chúng ta cũng kỳ vọng về nó hết, và chúng ta sẽ vẽ ra những cái viễn cảnh của cái sự thành công. Nhưng mà thực tế thì đâu phải lúc nào cũng màu hồng, thậm chí nó đen thui, nó tối như đêm 30 vậy đó. Nó còn có thể vùi dập chúng ta tan nát luôn là đằng khác. Nếu mà lúc đó chúng ta không đủ bản lĩnh để kiểm soát cảm xúc thì có thể sẽ dẫn tới những suy nghĩ và những hành động tiêu cực, thậm chí là cực đoan, dẫn tới những cái hệ lụy rất là khó lường. Vậy thì làm sao để chống chọi lại khi gặp thất bại đây? Thứ nhất, nếu mà lỡ mà có thành công đang trên đỉnh cao thì lúc đó chúng ta cũng đừng có quá tự mãn, đừng có quá kiêu ngạo. Cái tâm lý đó nó sẽ làm giảm khả năng chịu đựng thất bại khi mà nó lỡ xảy ra. Tâm lý hư vinh sẽ khiến cho chúng ta nghĩ đến chuyện làm mọi cách để che đậy cái sự thất bại đó. Thậm chí là cực đoan hơn, sẽ dẫn đến những tình huống như vụ án vừa kể. Thứ hai, khi thất bại thì cứ cho phép mình buồn và thất vọng trong một thời gian ngắn đi. Không cần phải dập tắt nó bằng một cái sự can đảm giả tạo đâu. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với những cái việc là mất niềm tin, suy nghĩ cực đoan về bản thân. Nó không đồng nghĩa vậy nha. Tâm hồn của mình á, cái lúc mà mình thất bại á, nó cần được chữa lành hơn là oán trách và dằn vặt. Thứ ba, chúng ta phải hiểu rõ, thất bại nó không phải là một cái dấu chấm hết. Chẳng qua là nó qua một cái dòng mới, qua một cái trang mới thôi. Ngoài kia còn thiếu gì người thất bại, cả đống người thất bại.
cả đống người còn thê thảm hơn, họ còn đứng lên được. Không lẽ mình không được sao mà cứ phải nghĩ đến những cái chuyện tiêu cực? Lạc quan lên nha, duy trì cái sự tích cực ở trong tâm trí sẽ giúp chúng ta đối diện và vượt qua được thất bại. Tin mình đi, chịu đựng được thất bại cũng là một loại bản lĩnh. Mà những người có bản lĩnh thì theo mình hồi đó giờ thấy, sớm muộn gì cũng sẽ thành công hết. Ok, câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Nó cũng còn nhiều thứ về cái vấn đề thất bại thành công lắm, nhưng mà sau này có điều kiện và nó ứng với những cái vụ án nào thì mình sẽ trao đổi với các bạn nhiều hơn. Các bạn có những ý kiến gì về câu chuyện vụ án ngày hôm nay, cũng như có những cái kinh nghiệm gì trong cuộc sống, có thể comment lên cho mọi người cùng đọc nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.